Một bộ phim ngôn tình hiện tại với những rung động đầu đời, ngọt ngào, tan chảy. Bộ phim kể về cô gái yêu thầm bạn thân của anh trai từ thời còn là học sinh cấp 3. Cô gặp anh năm 14 tuổi, với sự tốt bụng của anh mà cô thích anh hơn anh trai. Đối với anh trai, cô luôn đối đầu mọi lúc nhưng với anh cô luôn ngoan ngoãn nghe lời và cô mong anh mới là anh trai của mình. Thế nhưng khi lớn lên, trở thành thiếu nữ xinh đẹp, cô không còn nghĩ anh là anh trai mà trở nên thích anh thực sự nhưng không nói ra. Tình cảm này được cô giấu kín và chỉ bày tỏ qua những dòng chữ được viết trên các ngôi sao mà cô gấp cất trong lọ. Cô mang theo tình cảm của mình lớn lên và anh cũng bắt đầu đi làm. Một ngày cô nghe tin anh có người yêu, cô đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để đến gặp anh và khi thấy anh đi cùng một cô gái khác, cô đã đau lòng và không liên lạc với anh nữa. Đến khi cô lên đại học, vô tình gặp lại anh, tưởng chừng sẽ cố quên anh nhưng tình cảm cô giấu kín cũng dần dần lộ ra. Còn anh, lúc cô còn bé anh luôn xem cô là cô em gái nhỏ của mình anh quan tâm cô như một người anh trai. Với hoàn cảnh gia đình mình, anh luôn tập trung học tập làm việc mà không hề nghĩ đến chuyện yêu đương và cũng chưa hề có mối tình nào. Sau khi gặp lại cô năm lên đại học, anh vẫn quan tâm đến cô như ngày nào, nhưng khi nhận thấy những quan tâm của cô dành cho anh đã khiến anh rung động. Tình cảm ngọt ngào của hai người khiến bao con tim rụng rời sao xuyến.